Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc nội dung cái thông báo hàng đến được gọi là Arrival Notice. Thông báo hàng đến là cái thông báo chi tiết của hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu thông báo cho người nhận hàng biết rõ chi tiết lô hàng và lịch trình của tàu, ngày hàng đến. Khi nhà nhập khẩu nhận được thông báo hàng đến từ hãng tàu hoặc đại lý của hãng tàu thì chúng ta cần kiểm tra kỹ những thông tin bao gồm phụ phí và các giấy tờ cần thiết để chúng ta làm thủ tục nhận cái lệnh giao hàng, delivery order, lệnh giao hàng. Như vậy, thông báo hàng đến thường gồm những nội dung sau. Cái thứ nhất, chúng ta là tên con tàu. Cái thứ hai là số chuyến. Cái thứ ba là chúng ta from là đi từ cảng nào, ha, đến terminal của mình là đến cảng nào. Và chúng ta sẽ ngày đến là ngày bao nhiêu, cũng như những ghi chú cần thiết ở trên arrival note đó là cái gì. Và chúng ta sẽ kiểm tra về cái master bill của mình, ha, cái vận đơn gốc, hay là chúng ta là house bill, là vận đơn thứ cấp. Và chúng ta sẽ xem ta số hiệu container mình là bao nhiêu, cũng như số niêm chì của mình là bao nhiêu. Và cái phần mà chúng ta cần phải check nữa là phần mô tả hàng hóa, description of goods chúng ta, hoặc là gross weight, trọng lượng của mình, tổng trọng lượng của mình là bao nhiêu, cũng như cái số CBM của mình là số khối thể tích mình là bao nhiêu, cũng như các cước phí và phụ phí của nó. Và ở đây tôi sẽ cho các bạn chị xem đấy, cái này là arrival notice ha, một cái thông báo hàng đến. Thì anh chị cũng sẽ thấy giống nãy tôi có trình bày các anh chị rồi, tôi chia sẻ rồi, thì đây là tên tàu đúng không ạ, đây là số chuyến, cũng như là ngày từ cảng nào, từ tới cảng nào và đi ngày đến là ngày bao nhiêu, phần đơn chính, phần đơn phụ. Đây thì chúng ta cũng có mã hiệu container, rồi tên hàng hóa, cũng như trọng lượng, thể tích đấy. Và chúng ta nhớ lưu ý những cái phụ phí ha. Phụ phí như này, ví dụ như đây là có phụ phí thêm là cước vận chuyển OF, Ocean Freight, hoặc là cái phí là Eastward nó là bao nhiêu, cũng như THC là Terminal Handling Charge, hay là cái phí CIC cũng là phí công bằng vào container, hay là cái DO của mình là lô hàng này bao nhiêu, thì cũng như cái phí lên fee, phí vệ sinh công nếu có đối với lô hàng này. Và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục là cái DO, Delivery Order, thì nó gồm những cái nội dung gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái Arrival Notice như thế này đúng không nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ đem đổi cái lệnh Arrival Notice để lấy DO. Đấy, thì chúng ta sẽ nhớ là đổi lệnh gồm những cái gì. Thì đây là hướng dẫn nội dung của lệnh giao hàng. Thì anh chị nhớ, các bạn nhớ như thế này nè. Lệnh giao hàng thì viết tắt từ DO, thì gồm là Delivery Order, là chứng từ do hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu cấp cho ai, cho người nhận hàng để chúng ta xuất trình cái cơ quan giám sát cảng hay kho hàng để trước khi chúng ta rút hàng về kho bãi vân vân. Cái lệnh giao hàng này tùy thuộc vào từng hãng tàu đại lý mà nó có những cái mẫu khác nhau, nhưng thông thường thì nó vẫn có những cái nội dung chính như sau. Cái thứ nhất chúng ta là thông tin về nhà nhập khẩu, thông tin về nhà mã số thuế nhà nhập khẩu, cũng như tên con tàu, số chuyến, ngày tàu đến, cảng đi, cảng đến, vận đơn chính, vận đơn phụ, số container hay loại container, cũng như số lượng hàng hóa, tên hàng hóa, cũng như trọng lượng và khối lượng của họ, lô hàng là gì. Thì bây giờ đây là một cái lệnh giao hàng, anh chị chúng ta thấy ha, lệnh giao hàng mình vẫn thấy kính gửi ai đó, người nhận hàng là ai, rồi đề nghị gửi cho ai, còn signee của mình, và cái task code của nó là bao nhiêu, cái tàu số nó là vols và số chuyến nó bao nhiêu, ngày tàu đến như bao nhiêu, from to là cảng nào đấy. Thì vẫn như y tư trang như phần lý thuyết tôi vừa chia sẻ ở trên, thì mình sẽ thấy như này ha. Đấy, loại công, rồi số lượng, là tên hàng hóa, cũng như trọng lượng. Như vậy nên tôi sẽ chia sẻ cho chúng ta thấy là cái lệnh giao hàng ha, cái này là cái lệnh giao hàng. Và ở trên chúng ta sẽ đó là cái arrival notice. Và tôi chúc các bạn đọc hiểu được cái arrival notice là gì và cái DO là cái gì. Xin chào và hẹn gặp lại.